Câu chuyện tiếp đến để chia sẻ cùng với các bạn của Nguyễn Ngọc Tuấn đã đưa lên trang Facebook của anh, đó là câu chuyện nơi cất giấu hạnh phúc. Có một bầy yêu tinh quái ác họp nhau lại bàn cách chơi cho con người một vố. Một con yêu tinh nói, ta nên giấu một thứ gì quý giá nhất của con người đi. Một con yêu tinh đáp, xong ngay, ta lấy đi hạnh phúc của họ, làm họ lùng sục suốt ngày dài lại tới đêm thâu. Một yêu tinh nêu lên ý kiến, nhưng giấu ở đâu bây giờ? Một yêu tinh khác nói, quẳng lên ngọn núi cao nhất. Nhiều tiếng phản đối, vì con người khỏe mạnh, dẻo dai, họ coi đỉnh núi có là cái đinh gì? Bỗng có tiếng rụt rè, hay ta quẳng nó xuống vực sâu? Lũ yêu tinh bàn lại và vẫn có những ý kiến bất đồng, vì con người thừa khả năng sáng tạo ra những tàu lặn xuống cả đáy biển để mò kim. Chợt, một yêu tinh quay lại đề xuất, ta hãy đem giấu nó ở một hành tinh khác trong bầu trời xem sao. Bọn yêu tinh suy nghĩ một lát và một con lắc đầu phán, con người rất thông minh, họ đã bay lên thám hiểm bầu trời, giấu ở hành tinh khác cũng không xa, không kín. Đến đây thì bầy yêu tinh đành im lặng. Lúc đó một con yêu tinh già mới thùng thẳng lên tiếng, ta biết nên giấu cái hạnh phúc ấy ở đâu rồi, cứ giấu ngay trong bản thân mỗi người. Ta thường thấy nhiều người cứ đi tìm hạnh phúc, bao giờ họ cũng thấy hạnh phúc của người khác đẹp hơn, còn hạnh phúc mình có chả có gì là hạnh phúc, hoặc gọi là có thế mà thôi. Thế là từ đó bầy yêu tinh chơi trò giấu hạnh phúc của con người vào chính nơi con người. Chỗ giấu kín đáo và bất ngờ đó là ở tâm hồn của mỗi người. Như vậy, bạn đã thấy rằng trong bạn là có Thượng Đế ở trong và có Phật ở trong tâm trong con người bạn. Bạn chưa biết gọi, bạn đem những cái tính, những cái hạnh tốt đẹp của bạn như một đức Phật đấy ở trong bạn ra. Nếu bạn biết gọi thì những cái đẹp, những cái tốt luôn luôn ra và đến với bạn. Chúc bạn trong cuộc sống có nhiều niềm vui.